Tôm đấy, ok chưa? Đó, ok, xong rồi nha. Em có nhận được quà thì nhớ comment xong clip này cho anh biết với nha Lý Nhi ơi. Ok, như vậy thì mini game ngày hôm nay tiếp tục là mình sẽ tặng một món quà yêu thích, đó chính là đôi dép bò sữa nha mọi người ơi. Rồi, mọi người sẽ bấm đăng ký kênh, like clip này, comment xuống phía dưới kèm tên nhân vật của mọi người nha. Ngày mai thì mình sẽ phát giải cho mọi người. Và video ngày hôm nay thì mình đã tặng quà ngày hôm qua cho bạn Lý Nhi rồi. Nếu như em nhận được quà thì nhớ comment trong video này của anh nha. Các bạn nhớ tham gia mini game ngày hôm nay của mình nha mọi người ơi. Thôi không xong rồi các bạn ơi, 4 mẻ carbon mới nhất cho mọi người luôn. Các bạn nhớ nhập vào nha. Các bạn để ý nè, số lượng nhập code có giới hạn, vui lòng nhập sớm nhất có thể bạn nhé. Rồi bây giờ đầu tiên là có 3 cái mã code mới nhất cho mọi người. Đầu tiên là slime hè thành phố Hồ Chí Minh, slime hè Đà Nẵng và slime hè Hà Nội. Thì cái code này là kỷ niệm mùa hè của cái xe kem nha mọi người ơi. Xe kem sẽ chạy trong vòng là 3 tỉnh lớn, 3 thành phố lớn nha mọi người. Ở thành phố Hồ Chí Minh nè, Đà Nẵng nè, Hà Nội nè. Thì hôm mùng 1 tháng 7 vừa rồi thì xe kem có ghé ở trong bưu điện thành phố Hồ Chí Minh á, thì bây giờ sẽ ra Đà Nẵng và Hà Nội nữa, cho nên là bây giờ là sẽ có 3 cái mã code này. Rồi các bạn nhập trước 3 cái mã code này cho mình nha. Lần này thì không xong nữa rồi các bạn ơi, tiếp tục một cái mã coupon nữa. Thì đây là cái mã coupon mừng thôi nơi của Play Tour Kích Độ VNC nha mọi người. Thì Play Tour Kích Độ VNC về Việt Nam chắc cũng đã tròn 1 năm các bạn ha. Cũng mừng thôi nơi được rồi các bạn ha. Rồi, như vậy thì anh em nhập mã code này giúp mình vào với nha. Đầu tiên là 1 năm về nhà mới, thì mọi người sẽ nhập tổng cộng cho mình là 4 cái mã coupon này vào luôn. Bạn nào mà còn chưa biết nhập không? Nếu như các bạn mà còn chưa biết nhập thì mình sẽ chỉ cho các bạn trên cái clip này luôn nha. Rồi theo chân mình nè. Ở đây có những bạn nào đang xài phiên bản quốc tế giống như mình không? Chỉ khi mà các bạn xài phiên bản quốc tế, sau đó các bạn sẽ vào cái phần cài đặt nè. Đấy, sau đó các bạn sẽ vào phần nhập carbon nha. Thì ở trong nhập carbon này á, thì mọi người sẽ thấy có được một cái bảng, rồi mọi người dán cái mã code mà mình mới để lên màn hình của với lại phần mô tả đấy. Thì các bạn nhập 4 cái mã code đó vào. Nhưng mà nếu như bạn nào mà không có cái này thì mình sẽ chỉ cho các bạn cách nhập ở bên VNG luôn nha. Rồi, bây giờ thì bạn nào đang chơi phiên bản VNG á, thì các bạn lên Google, các bạn search cho mình là code 360 game, thì các bạn sẽ vào cái chỗ là code 360 game.vn của VNG này đó. Các bạn kích vào, xong rồi mọi người sẽ chọn cái game mà tụi mình đang chơi là game Play Tour Kích Độ VNG nha. Các bạn kích vào luôn nè. Thì sau khi các bạn kích vào thì mọi người sẽ đăng nhập tài khoản của mọi người vào, sau đó thì các bạn sẽ dán cái mã code này chỗ này nha, ví dụ như là ABCD nè. Rồi các bạn chọn nhận quà, như vậy là đã thành công cho phiên bản VNG nha mọi người. Ok, sau khi mọi người đã nhập hết thành công tất cả các cái mã carbon mà mình đã chỉ cho mọi người rồi đúng không? Rồi, bây giờ quay trở lại với ông VNG của ngày hôm nay. Rồi, ngày hôm nay chúng ta có gì nhờ? Bây giờ là mình sẽ nhận trước cái mã carbon mà mình đã nhận vào nha. Nãy giờ là mình chưa có nhận nha mọi người. Đầu tiên là mình sẽ nhận được một cái hộp kim cương nè. Đó, mở được 77 kim cương nè. 77. Trời ơi, được 6, đúng là của chùa lúc nào cũng quế tèo á các bạn ơi, cũng tèo ghê luôn á. Rồi, mua nguyện 1000 tiền sao luôn, 1000 tiền sao luôn. Một cái quạt máy nha. Một cái phao cứu hộ nha. Một cái bàn trang điểm dành cho các bạn nữ nha. Rồi tiếp tục nữa là một cái cây kem nổ ngôi sao nha mọi người ơi. Thà có còn hơn không các bạn. Thật sự là có còn hơn không nha mọi người. Rồi, nhận phần thưởng đăng nhập đó chính là một cái hộp hổ, mở ra được một cái viên ngọc qua. Trời ơi, viên vẫn vàng luôn. Tính đầu là mình sẽ nói là được viên ngọc đấy. Ấy, nhưng mà ra được viên ngọc, nhưng mà ra được viên quảng vàng nha mọi người. Rồi, ngày hôm nay tiếp tục là mình sẽ nhận thêm cái hộp thiền rồng nha mọi người. Thật sự là hôm nay là ngày thứ 16 rồi, còn 16 ngày nữa thôi. Còn 16 ngày nữa mà nó không ra thì khá là buồn mọi người nhờ. Hôm nay thì mình sẽ đi review nhà cho các bạn xem nha. Tại vì là mấy bữa nay mình toàn mở hộp rồi nên là nó không có vui nữa. Hôm nay thì mình sẽ review một căn nhà mà đang làm mưa làm gió trên group với lại cộng đồng TikTok nha mọi người. Thì đó là cái nhà Titanic bị chìm nha. Mọi người nào có biết cái Titanic không mọi người? Các bạn có biết Titanic không? Là một cái tàu đã bị chìm rất là lâu, rất là lâu nha mọi người ơi. Thì các bạn nó decor lại cái mô hình của cái tàu này, nó bị đắm xuống nhìn rất là chân thật luôn. Thì một lát nữa mình sẽ vào căn nhà đó mà mình review cho các bạn xem nha. Trời ơi. Rồi, để lâu lâu á mà mình thấy được cái nhà nào nó mà xịn sò á thì mình sẽ review cho các bạn coi nha. Ok nha mọi người, ok ha. Ví dụ như có cái gì hot hot đó thì mình sẽ review. Và sắp tới thì mình cũng có nghe là có một cái tàu đang được xây dựng nữa, cũng rất là to luôn mọi người. Có thể chứa 1000 người luôn á nha. Thì để khi nào xây xong thì mình sẽ đăng video lên cho các bạn coi luôn. Tạm thời thì mình sẽ vào cái tàu Titanic trước nha. Rồi quay trở lại ngày hôm nay thì ngoài. Thôi, cái gì chứ cái vấn đề mở hộp chắc mình không nói nữa nha các bạn ha. Tại vì là mình mở lúc nào nó cũng xui xẻo hết rồi á. Thật sự luôn, không có bữa nào mà tôi mở mà các bạn nghe ui, ông Thịnh mở hên thế. Mở lúc nào cũng ra toàn đồ ngon luôn. Không có đâu anh em ơi, không có đâu. Cái đó chỉ là mơ thôi mọi người. 100 tiền sao nè. Quảng đồng nè, quảng sắt nè. Rồi, phát này nữa chắc ra quảng đồng luôn nè. Đó, biết rồi, tôi nói chính xác mà. Mà nói chính xác mà. Chạy đường nào mà thoát khỏi nắng các bạn, không có chạy đường nào mà thoát khỏi hết.
Rồi, một kim cương nè. À, 5 kim cương luôn. Wow, ngon 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 ngon. Uầy, 300 tiền sao luôn. Được rồi nha. 100 tiền sao luôn, 100 tiền sao luôn. Ờ, để mình kiểm tra xem thử là mình còn bao nhiêu xu nha mọi người. Ờ, mình còn bao nhiêu xu nhờ? Tao mất tiêu nhờ, mình còn 130 xu. Như vậy nếu như bây giờ mình làm nhiệm vụ á là mình có thể mình sẽ mở thêm được một vé nữa nha mọi người. Let's go. Ok, đủ xu rồi các bạn ơi. Đủ xu rồi. Một ngày nếu như mà mọi người xuyên á thì mọi người sẽ được một vé nha. Rồi bây giờ thì mình sẽ qua mình mở luôn mọi người ơi. Biết đâu thì lỡ đâu như hôm nay á tự nhiên nó ra cần sao đúng không mọi người. Nói chung thì xuyên lên các bạn, xuyên lên. Ngày nào các bạn nhớ nha, cũng phải làm nhiệm vụ nha. Mục đích của chúng ta làm nhiệm vụ là để lấy vé Bonobono chứ không phải gì hết nha mọi người ơi. Lấy vé Bonobono nè. Ước gì thì hôm nay đã được cần câu nhờ. Nếu như nha, nếu như mà trong cái clip ngày hôm nay mà ra được cần câu á thì mình sẽ làm thế nào nhờ? Mình sẽ mở mini game liên tục trong một tuần lễ cho các bạn chơi luôn. Hứa luôn nha mọi người, hứa luôn nha. Hứa luôn, tôi hứa luôn. Rồi nè, đây nè. Mở luôn nè, mở lẹ lấy luôn, lấy cần câu luôn nè. Ui trời ơi. Thề luôn, cái đèn đứng cao Bonobono mình có chút chục cái rồi các bạn ơi. Cái gì vậy? Ui, nể thật sự luôn các bạn ơi. Hôm nay thì mình chưa có review cái nhà nào hết nha. Nhưng mà hôm nay nha, thì mình sẽ review cho các bạn coi một cái nhà mà các bạn sẽ thích thú luôn. Cái nhà này nó không phải là cái nhà các bạn, mà cái này á, người ta sẽ gọi là gì nhờ, kiểu như là tàu Titanic đó mọi người thấy không? Đó, cái tàu Titanic nè. Thường thì khi mà các bạn xây một cái tàu hay cái nhà thì mọi người xây rất là khó nha. Thì các bạn coi nè, đã xây nhà đã khó rồi, nhưng mà xây cái nhà này nó lạ lắm. Khoan khoan, tôi thấy cái này nó lạ lắm các bạn ơi. Xây kiểu gì mà nó nghiêng nghiêng, nó xéo 45 độ xong rồi nó chéo xuống nước vậy các bạn. Xây cái này thì rất là khó nha mọi người. Và đây mình sẽ zoom xa cho các bạn coi nè. Rất là tiếc luôn là chủ nhà không có bạc đèn, nhưng mà các bạn thông cảm nha, mọi người sẽ nhìn kỹ hơn một tí nha. Rồi bây giờ các bạn sẽ coi thì cái khu vực này á nó giống như là cái bãi tàu đóng vậy đó mọi người. Thì xung quanh các bạn coi nè, có vàng nè, có nhà cửa xe này, có thùng các kiểu luôn, có đèn cây cối rồi, có cửa rồi, có mấy miếng ván gỗ nè, đó có bảng hiệu nè. Thì cái này nó giống như là bãi rác của tàu chìm khi mà bị đắm xuống á, rồi rác nó sẽ rơi ra nha mọi người. Và đây chính là cái tàu mà mình muốn review cho các bạn coi. Tàu này có tên là tàu Titanic nha mọi người, Titanic nha. Nó có một cái điều thú vị ở đây đó chính là làm sao mà để xây được cái này nó nghiêng 45 độ như thế này vậy các bạn coi nè. Wow, trời. Ôi đếm đó, cái góc này nó có đèn nè mọi người, đó góc này có đèn nè. Ôi trời ơi các bạn coi nè, thề luôn, để mình lên mình kiếm đường mình lên mình cho các bạn coi nha. Thiệt tình luôn, xây kiểu gì mình cũng chả hiểu được các bạn, xây kiểu gì vậy trời. Ôi trời ơi, ôi là trời. Quá đây các bạn coi. Wow, rồi chính xác rồi các bạn ơi, chính xác rồi. Thì nếu như các bạn mà xem phim tàu Titanic á thì mọi người sẽ biết được cái khúc này nha. Đây các bạn coi này. Ui trời ơi, mình thích nhất là cái này nè. Mình tưởng lúc đầu á mình cứ nghĩ đâu là không có hai cái nhân vật chính trong này nha, nhưng mà hóa ra là có nhân vật chính nha các bạn ha. Đây các bạn coi nè, đang ôm nhau luôn, các bạn thấy không? Đang choàng tay qua nhau và ôm và ngắm thuyền kìa. Mặc dù là thuyền đang lật các bạn, mặc dù là thuyền đang chìm rồi á, nhưng mà vẫn đang ở trong cái tư thế là ôm nhau nhìn rất là ngoạn lạng luôn. Cực kỳ lãng mạn nha mọi người. Thì mình nghĩ đây là một cái ý tưởng cực kỳ tốt luôn các bạn, cực kỳ tốt luôn. Và mình chưa có nghĩ là các bạn sẽ xây cái kiểu như thế này. Thường thì mọi người sẽ xây một cái tàu, một cái thuyền đúng không? Nó nằm ngang thôi, nó như bình thường đúng không? Nhưng mà ông này chơi khác các bạn, chơi độc lạ luôn mọi người. Xây nằm 45 độ luôn các bạn, 45 độ luôn. Và các bạn coi này mọi người, mình thích nhất là cái khúc này nữa nha. Cái khúc này là chắc là mình nghĩ nha, là ông chủ nhà này nè, ông chưa có mặc đồ cho nhân vật. Để mà nói chính xác á, là cái chỗ này á, là lúc mà thuyền mà đang kiểu như đang gần chìm xuống đó mọi người. Xong rồi những người ở trên tàu á, họ bắt đầu họ nhảy xuống thuyền và họ trốn đó mọi người. Thì các bạn coi nè, đó các bạn thấy không, mọi người thấy không, đó. Ông này nhảy nhưng mà tư thế của ông này nhìn rất là chill nha. Rồi chỗ đây có một cặp trẻ nhỏ nè, chỗ đây thì có những người này. Rồi phía dưới nước thì các bạn coi nè, trời ơi, gọi là xác chết, gọi là la liệt đó mọi người, nằm rất là nhiều luôn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 người. Nhưng mà mấy cái người này á, thì họ không có được mặc trang phục nha. Nếu như á, mà mặc trang phục nữa là mình nghĩ là giống 100% luôn mọi người ơi. Giống 100% luôn. Rồi mình còn nghe nói nữa là có một cái hay lắm. Đâu chỗ ra để mình coi thử nha. Cái này là cái gì vậy các bạn? Cái này đừng có nói với tôi là ở ngoài biển mà có ở ngoài biển mà có mộ nha. Nghe thấy sợ vậy trời. Từ từ để mình kiểm tra. Mình nhớ không nhầm á, là chỗ ván gỗ đâu chỗ đây nè. Nó có một cái khung cảnh của một cái đôi nam nữ các bạn ơi. Một cái đôi nam nữ đang nắm tay nhau. Mình không biết chỗ nào nữa, để mình tìm xem thử ta.
Này chỗ này cũng có một cái xác nằm chỗ này nha mọi người, cũng có một cái xác luôn rồi. Có cả cá mập có cả cá mập đang gọi là đang bơi tới để mà ăn thịt những người này nha mọi người. Hay, hợp lý các bạn, hợp lý luôn. Rồi, vô được bên trong các bạn ơi. Vô được bên trong. À, thì đây là ở bên trong cái khung cảnh trong này thì nói chung là nó đã bị đổ nát hết nha mọi người, bị đổ nát hết rồi. Cho nên là nó không có còn cái hình dáng ban đầu nha. Đó. Mình đang đi tìm cái cặp đôi nam nữ nào mà mình nhớ không nhầm là mình có thấy một cái cặp đôi nam nữ đang bị giữa cái lúc mà dầu sôi lửa bỏng như thế này mà vẫn có người ở trên đây mà vẫn còn nhảy múa nha mọi người. Trời ơi, đây vẫn có người luôn nè, đây vẫn có người luôn. Uầy, thật sự luôn. Thì xây những cái vách ngăn mà nghiêng 45 độ như thế này thì các bạn xây nó cũng hơi kỳ công một tí nha mọi người. Bắt buộc các bạn phải đặt những cái vách, cái mà mọi người phải áp dụng cái mẹo mà được trước cái mình chỉ các bạn xây á. Làm như vậy thì mọi người sẽ xây được nhưng mà nó cũng khá là lâu, khá là kỳ công nha. Nói chung là chủ nhà này đã đầu tư rất là kỹ trong cái nhà này luôn. Nhìn một phát là tôi biết ngay là cái gì luôn mọi người. Nhìn một phát là biết ngay là cái gì luôn. Thì đây có một cái giường này, cái này là cái gì đây? Đây các bạn ơi. Thì các bạn thấy không? Mọi người có thấy cái gì không? Thì có một cái bạn nam đang ở dưới nước và một bạn nữ đang nằm trôi ở trên cái tấm ván gỗ này. Thì trên đây có viết một cái dòng chữ, cụ thể là như thế nào thì mình không biết nha. Bạn nào mà dịch được cái dòng này thì các bạn comment cho tôi biết cái dòng này ghi cái gì nha. Thì cái đôi nam nữ này kiểu giống như là đang hấp hối đó mọi người, đang hấp hối á. Cho nên là đang nắm tay nhau bấu víu vào tấm ván gỗ nha. Rồi, thì tất cả những cái đồ xung quanh này đặt đều có mục đích hết nha mọi người, chứ không phải là đặt bừa nha, đặt đều có mục đích hết nha. Rồi, trong này thì mình có thấy một cái tàu. Cái này là bảo đảm các bạn luôn, cái này là bỏ trốn nè. Cái này là bỏ trốn nha, cái này là top những người họ đã bỏ trốn thành công khỏi cái tàu bị đắm nha mọi người. Và họ đang trên một cái con thuyền nhỏ nha. Mà chắc chắn luôn kết cục của họ mình nghĩ chắc là cũng tèo các bạn, tèo luôn. Rồi, xung quanh đây cũng có một cái thuyền nhỏ khi mà họ bỏ trốn nè. Ông chủ nhà này ông xây mấy cái thuyền nhỏ mà nhìn khá là xinh nha mọi người, rất là xinh luôn. Rồi, xung quanh là những cái ốc đảo nha. Đây là những cái quần đảo ốc đảo này đó, những cái ốc đảo nhỏ này đó mọi người thấy không? Trời ơi, ý tưởng quá đỉnh các bạn, thật sự là rất là đỉnh luôn nha. Nhìn vào nếu như bạn nào mà mới đầu tiên mà các bạn vào nhà các bạn nhìn vào là các bạn tưởng đâu là một bãi rác không luôn á. Nhưng mà nhìn kỹ một tí nữa thì mọi người sẽ thấy từ cái khúc này các bạn thấy cái hiệu ứng của mấy cái bạn kia mà đang bị rơi xuống nước không? Ui, các bạn thấy từ xa xa không? Mọi người thấy những cái nhân vật đang bị rơi xuống nước không? Ui, nhìn đúng là kiểu thực tế thật sự luôn mọi người. Rồi, nhà này 10 điểm khỏi chê luôn các bạn ơi. Chỉ có điều là hôm nay không có bật đèn nên là không có cho các bạn xem hết được cái vẻ đẹp của nó khi mà ở trong ban ngày như thế nào nha. Ui,